Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của Nguyên Chất Coffee & Tea. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng máy xay CRM900N đến từ một thương hiệu rất là nổi tiếng, đó là thương hiệu Gamelight. Đầu tiên thì máy có công suất xay lên tới 10 hoặc 15kg trong vòng 1 giờ. Cái phễu chứa này có sức chứa lên tới 1,2kg và máy có trọng lượng là 14kg. Điện năng của máy sẽ là 220V và công suất lên tới 360W. Và bây giờ mình sẽ tiến hành hướng dẫn chi tiết cho các bạn về cách sử dụng máy xay 900N này nhé. Đầu tiên thì đây là máy xay tự động nha các bạn. Thì công tắc của nó sẽ nằm ở bên này ha. Khi các bạn bật lên thì máy sẽ tự động xay nha. Và xay thì cà phê nó sẽ được chứa ở trong cái bình này ha. Và bình này có cái sức chứa rất là lớn nên là rất là thoải mái trong việc mà chúng ta xay cà phê ha. Đó. Và tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách chỉnh lưỡi nha. Đây. Thì đây là cái bộ lưỡi ha. Đầu tiên nếu muốn chỉnh lưỡi thì các bạn phải vặn cái chốt ở ra trước nha. Đây. Rồi, sau khi đã vặn cái chốt ra thì chúng ta sẽ bắt đầu siết ha. Thì đầu tiên á, chúng ta sẽ siết theo ngược chiều kim đồng hồ ha. Các bạn siết cho nó thật là chặt lại. Tới khi các bạn không siết được nữa thì các bạn sẽ tính ở cái định mức ngay đây. Ở đây sẽ có cái định mức nha các bạn. Đó, thì chúng ta sẽ canh theo cái định mức này và chúng ta chỉnh ha. Thì chúng ta đầu tiên chúng ta siết chặt lại, sau đó chúng ta sẽ xả ra khoảng tầm 3 tới 4 nấc ha. Đây, xả ra theo chiều kim đồng hồ. Đấy, mình sẽ xả ra tới mức số 2 ha. Thì thường thì máy xay này thì để ở mức số 2 là xay nó sẽ mịn ha và vừa chuẩn cho một ly cà phê ha. Rồi, giờ sau khi mà đã chỉnh xong chúng ta sẽ siết cái ốc lại. Rồi, để cho nó cố định lại nha các bạn. Và ở đây cũng có cái biểu đồ hướng dẫn ha. Khi mà chúng ta siết xoay sang bên này thì nó sẽ càng thô, và khi mà tương tự là chúng ta siết ngược lại thì cà phê nó sẽ càng mịn nha các bạn. Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành xay luôn ha. Đầu tiên mình sẽ đặt cái phễu lên. Rồi. Sau đó thì mình sẽ cho cà phê vào. Đây là cà phê của công ty mình ha. Rồi, chúng ta cho vào. Rồi. Sau đó chúng ta sẽ đậy nắp lại và bật công tắc lên ha. Đây. Rồi, thì cà phê sẽ ra đây nha các bạn. Đây, cà phê sẽ được xay ra đây và sẽ được chứa trong cái bình này ha. Xay rất là êm nha các bạn. Rồi, sau khi đã xay xong thì giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách lấy cà phê ha. Rồi, đây nha các bạn, đầu tiên bạn sẽ đặt tay cầm vào đây. Đặt vào đây. Rồi, sau đó các bạn sẽ vặn như vậy ha. Đó. Thì cà phê sẽ ra ha. Nếu mà nhiều quá thì các bạn có thể gạt như vậy. Các bạn có thể gạt ngang như vậy. Gạt qua lại ha. Rồi, đó xong. Đây các bạn nhìn ha, cà phê xay ra rất là mịn ha. Cà phê xay ra rất là mịn luôn. Rồi. Đó. Thì đó là cách sử dụng máy xay 900N ha. Các anh chị chủ quán hãy liên hệ đến hotline 0944334343 hoặc website www.cafenguyenchat.vn để được tư vấn thêm về các loại trà, cà phê, cacao và những ưu đãi khủng của bên em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ở những video hướng dẫn pha chế và video hướng dẫn sử dụng máy tiếp theo. Hãy bấm like và subscribe để được chia sẻ bí quyết pha chế và cách kinh doanh một quán cà phê hiệu quả nhé các anh chị chủ quán.